trái tim yêu thương dành tặng cho. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, chương trình Trái tim cho em của Đài Truyền hình Việt Nam đã nhận được rất nhiều hồ sơ của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim bẩm sinh xin được trợ giúp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị đến với một trường hợp thật sự khó khăn và thương tâm, đó là em Lô Ý Nhi, một bệnh nhân người dân tộc Thái ở Nghệ An. Đối với nhiều gia đình, hạnh phúc là khi được thấy đứa con của mình sinh ra trên đời, được khỏe mạnh, vui tươi. Những tưởng hạnh phúc giản đơn đó là điều mà ai cũng có được. Thế nhưng rất nhiều những em thơ khi sinh đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Thưa quý vị, các bạn, hiện tại trên tay tôi đang là hồ sơ bệnh án của cháu Lô Ý Nhi, một cháu nhỏ dân tộc Thái mới chỉ hơn 15 ngày tuổi, bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Mới chỉ ngày hôm qua thôi thì cháu được chuyển lên viện tim Hà Nội trong cái tình trạng hết sức là nguy kịch. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ra cảnh nhà cháu ngay bây giờ. Bước vào phòng cấp cứu của bệnh viện tim Hà Nội phải rất khó khăn để có thể nhìn thấy cháu Yến Nhi, bởi một lẽ cháu quá nhỏ so với độ tuổi của bé. Mới chỉ gần 1 tháng tuổi, nhưng cháu đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn với những ngày nằm điều trị tại bệnh viện với máy móc và ống truyền, điều thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của một đứa trẻ mới sinh. Con đau 1 thì mẹ đau 10, chị Thoan vẫn hàng ngày nuốt nước mắt vào trong để chăm đứa con bé bỏng. Cháu sinh non được 8 tháng, sinh ra là được 1,8 cân. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ khám là bị tim bẩm sinh, chuyển ra Hà Nội. Là người dân tộc Thái, tiếng Kinh vẫn chưa sõi, vậy mà chị Thoan vẫn một thân một mình bồng bế con lên Hà Nội để chữa bệnh. Giữa những bộn bề khó khăn ở nơi đất khách, người phụ nữ nhút nhát này lại càng ít nói hơn. Nỗi sợ sệt, lo âu luôn thường trực trên gương mặt của người mẹ tội nghiệp này. Rất lâu ạ, rất là lâu cho cháu. Số tiền nhiều, rất nhiều, nhưng mà cái gia đình cũng không có khả năng mà để mà chuyển làm. Trước hoàn cảnh của hai mẹ con, các bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã luôn bên cạnh, tận tình theo dõi từng phút giây của bé Nhi để chăm sóc em. Bởi với họ, từng nhịp đập của trái tim bé nhỏ có thể tắt bất cứ lúc nào. Đối với cháu bé này thì hiện tại cái nhánh động mạch phổi vẫn còn nhỏ và cháu cân nặng rất là thấp. Nên là trong trường hợp mà cháu bé tím hơn, thiếu oxy thì chúng tôi sẽ có thể phải đặt can thiệp đặt stent ống động mạch để duy trì ống động mạch và nuôi sống cháu bé. Cho đến khi tình trạng của cháu tốt hơn thì sẽ phẫu thuật sườn bộ. Gia đình chị Thoan thuộc diện gia đình nghèo của xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cả hai vợ chồng làm nông nghiệp, quanh năm thiếu ăn. Trước bệnh tình của con, hai vợ chồng không còn con đường nào khác, vay mượn ít tiền đưa con lên Hà Nội, trông chờ vào sự cưu mang của những tấm lòng nhân ái, may ra cứu được con. Với phác đồ điều trị, cháu Nhi phải nằm điều trị dài ngày, đợi đến ngày được phẫu thuật mới có thể cứu được tính mạng. Với số tiền hơn 140 triệu đồng mới có thể chữa trị triệt để cho cháu Nhi, gia đình cháu đang cần lắm những sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. Với hoàn cảnh của em Nhi, nếu không nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chắc rằng em sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch của mình. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, thật sự mong muốn sẽ có những tấm lòng nhân ái quan tâm đến số phận bé nhỏ của em. Trong tuần qua, chương trình Trái tim cho em tiếp tục nhận được rất nhiều hồ sơ với những trái tim lỗi nhịp xin được trợ giúp. Cháu Đinh Văn Huy, sinh năm 2010 tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, van động mạch chủ hở nhẹ.
số tiền cần để phẫu thuật là 70 triệu đồng. Cháu Mùi Văn Vinh, dân tộc Mường, sinh năm 2005 tại Bản Đá Mài, xã Nam Phong, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, teo van ba lá, teo phổi, thông liên nhĩ. Gia đình làm nghề nông, không thể có khả năng để chi trả viện phí cho cháu. Mọi sự trợ giúp xin quý vị gửi về chương trình Trái Tim Cho Em, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau. Thành một trái tim yêu thương dành ta cho em.